Rồi chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái video mà trong 2 tuần nay thì cơ số cái thiết bị này nó sẽ bị lỗi rất là nhiều. Lỗi ở lên một là treo logo phía ngoài, rồi treo logo phía ngoài đối với những con này không còn dính ở bộ nhớ NAND flash hoặc là AMC rồi này nữa, mà nó sẽ dính tới cơ số là từ chip hơn. Ở trong đây kia là có một cái thiết bị mà Sang đã vừa sửa toàn bộ các con hình tròn nha. Nó có tên là Messi nè, nó có tên là trên Strongmat nè, hoặc là 4K điều nói cho các bạn. Câu này là của một anh nào dưới Bến Tre gửi lên. Đối với tình trạng của nó là không lên HDMI nhưng mà nó vẫn hiện cái độ phân giải, độ phân giải 1080 hay là 720 được nha các bạn. Con này thì đã sửa xong rồi và vào tới trong thì Sang cũng đã test ok hết rồi. Và đặc biệt ở những cái video sau này hoặc là những người khách mà sửa phía sau này được một cái rất là tiện lợi, rằng là Sang không những sửa chữa không mà còn nâng cấp luôn cả về phần cứng của nó. Nâng cấp thì như thế nào thì đây chuẩn bị cho các bạn coi về cách nâng cấp. Đây con này đã sửa xong rồi, các bạn thấy về giao diện nó thôi. Đây tình trạng của cái con anh đó anh gửi lên là giống cái trang như thế này. Em quay rõ cái chỗ trên TV nhé. Mới gì đóng con khác rồi, mới giờ mình mới vừa tháo con nan khác đóng ra. Đầu tiên là các bạn cứ nghĩ theo nguyên tử đi, rằng là khi mà bật lên con này nó sẽ kích đèn xanh thì đa số mình thấy bình thường rồi, kích đèn xanh lên là coi như là thiết bị nó đã chạy rồi. Nhưng mà ở góc bên đây nó sẽ hiện cái độ phân giải 1080 thì trên cái phần màn hình thì sẽ đèn thui thôi. Thì cũng chạy lại thử phần mềm rồi nó vẫn có giống như trên con này, còn xem cũng đã chạy thử lại phần mềm để các bạn thấy. Dừng, dòng dừng. Các bạn phần mềm nó qua Sang đã chạy rồi. Các bạn thấy không? Các bạn đầu tiên này, nó sạch sét. Giờ lúc này là 7:12, giờ là 7:33. Nãy giờ là do sửa xong con này thì đóng lại, nhưng mà do mặc định lúc ban đầu Sang đang cần phải loại xi, cho nên tháo con nan nó ra. Nó còn đâu làm là đang dính nó lỗi 4% thôi. Còn trong khi con này đầu tiên á, thì cập nhật phiên bản phần mềm rồi họ cập nhật được. Nhưng mà các bạn coi đây, từ đầu đến cuối vẫn bị đứng treo ở một chỗ. Thì đây nó cũng sẽ giống y chang là giống y chang cái con mà các bạn từng thấy mới Sang đã sửa rồi. Đó là con Oran, cái con cam cam camera con này. Đây các bạn thấy hơi bị nhiều. Còn về nói về dẫn chơi về nâng cấp thôi là em để mình đục cái cục này ra cho các bạn coi. Thật sự ra như thế này. Và giữa cái con chip này mà đặt giá thành của nó giả sử như 200.000 một con đi. Mà trong khi con dùng chip cao hơn đặt chỉ có 150.000 con thôi. Thì thôi tại sao mà không đặt những con mà cao hơn, vừa cao hơn mà vừa rẻ tiền hơn. Nó cũng giống y chang việc mà sửa chiếc cách hát giờ nó sẽ rẻ tiền hơn cả cái việc mà sửa mấy cái chiếc cúp hay sao đó. Đồ mà nó hiếm rồi nhờ. Thì bắt buộc có một điều là thợ sửa phải lấy mắt hơn thôi. Linh kiện khó đặt, mình đặt lợi ích nữa. Đây, các bạn thấy như cái con 4K Messi này á thì nó đang sử dụng con chip này, con chip 802. Giờ mình vừa sửa cho nó rồi nâng cấp lên luôn cho nó. Đây các bạn thấy rõ không? Rồi, vậy là tình trạng chính xác của con này nha. Cập nhật lên bị treo ngay chỗ logo. Bây giờ mình sẽ tháo con S802 ra, đóng con S812 này vào, có chỉnh sửa một tí xíu nữa là xong.
những ngày hôm nay thì rất là vui ở cái khâu mà đóng chip như thế này, bởi vì có vấn đề mà loại xi lỗi cộng thêm cái hiện tại nan ở bên body house của mình đang hết và số lượng anh đã bóc hư nó quá nhiều. Kỹ càng. Bây giờ trong quá trình mà mình lấy chiếc của này ra thì mình cũng sẽ lựa đẳng ra coi cái tình trạng 4% của nó là sẽ như thế nào. Rồi cứ để máy cho nó làm việc nha các bạn nhé. 4% bây giờ là mình cần xử lý cái cơ số của một con đây chừng. Các bạn nào mà đóng mà không quen tay á sẽ bị dính ở một số các trường hợp lỏng chân, lỏng chân data. Chưa mà lại toàn bộ áp trên con này thì đã có đo rồi. Hơi hơi lên cái máy cọ đi, hơi hơi lên máy kia tí xíu là nó như vậy. Thay đầu tiên con này cũng đèn đỏ đây và xe cũng đã tháo nan của nó ra, cái áp đủ. Oh yeah. Có thể là do lỗi của mình nha. Mới vừa chế một cái máy hút khử độc của bạn Nhật Bổn mà do bật cái máy lên thì đang để cái máy chân không ở gần quá cho nên tiếng sẽ rầm, không có nói ra tiếng được, bởi vì phải tắt đi giờ phải hưởng mùi khói. Cố gắng thử lên một lần nữa. Hy vọng rõ đó là do sang đỡ phải tốn bất kỳ con linh kiện nào. Câu này thì bữa nay sau khi mà đóng con chip khác vào, khi mà cài đặt cập nhật nó thì đang dính ở lỗi mức là 4%. Chính vì thế mà sẽ đang nghi ngại ở vấn đề RAM đó. Con này đúng chạy của nó cũng sẽ là con vẫn chạy phần mềm của con Messi S8.2 các bạn nha. Bởi vì đối với cái con đôi khi có một số cái khi mà bạn chạy lại con khác nó sẽ có wifi của nó là IP6330 các bạn. Bây giờ là hiện tại linh kiện mà xấu á, con sang đang hết rồi, cho nên giờ cái lúc lỗi xi đây hết làm biến được rồi đấy. Ngày hôm nay phải giải quyết cái cơ số của con này đây mà. Đây là lỗi xi hai bước nha các bạn. Đóng nếu mà đối với những người kỹ đi thì chắc là còn phải kéo được cái đường chì đi thêm nữa, dùng mỏ khò với mỏ hàng của mình á, mình kéo thêm đường nữa cho nó kỹ càng. Còn sang thì có nãy do nãy giờ mình đã động vô con này mấy lần rồi, bởi vì chì của nó phải gọi là chì non là rất là dễ bám, chứ vậy mà sang để xuống đóng luôn thôi. Hy vọng trong quá trình ngồi quay video này mà sẽ xử lý luôn được một lượt là hai con luôn các bạn.
wood rồi đó, nó không lên nữa, chua. Nếu nó mà không lên lần này nữa, đây là lần thứ 2, thứ 3 gì đó mà Sang sẽ thay con Nam này. Lúc này đây thì coi như là mình sẽ xiên nó một tí xíu hơn. Mình để xuống mấy cái máy để mà test Nam, coi coi là cái con mà mình sử dụng á, nó chết luôn hay chưa. Thì hôm nay khi mà đóng á, đối với những cái con này, khi mà mấy con Amazic này đóng vào mà nó chưa kích chân đồ này nữa, và mình chỉ là qua đây lấy luôn, quay đây. Con này hy vọng ra lò nhanh đây, trong vòng mấy phút là xong thôi. Oh. Đây Sang đang nói cái bước này đây, đối với 4% đây, có thể là con đó phải để lên máy đóng chích đóng thêm một lần nữa cho tất cả các chân của nó phải sát đồ với nhau này nọ. Tại vì con đó mới lấy ra xong rồi Sang cũng để lên đóng không thôi, chưa làm chân cái lại cho nó. Có một video mà như là Sang nhớ Sang đã có nói rồi, mình làm chân lại cho trước khi mà vận chuyển về đây, thì những con chip này để trong tủ đá, các chân của nó thì dạng là chai rồi, bây giờ mình làm chân nó lại thôi. Hơi nóng á các bạn, quét mớ mỡ lên như thế này. Hơi nóng này thì nó còn nó đi xuống thì nó đi nhanh hơn. Mình thấy cho các bạn nhìn qua điện thoại á, nhìn qua video chắc sẽ không nhìn thấy rồi. Mình nhìn thấy cho nó bóng chì thôi là ok rồi. Ráng đi cho đều tay cái là quá khỏe các bạn nha. Rồi, ở quay đây đi để anh là lấy cái máy. Đây, cái con mới nãy là mới vừa tháo của cái con này mà nãy giờ cập nhật 4% đây nha các bạn, và không kết nối nữa, lỗi mà không kết nối cũng từ đây mà ra nha, lỗi không từ đó mà ra mà nó lại không thông báo nữa. Cho nên khi mà đo đủ tất hết tất cả các app rồi, nhắm vào loại si hết toàn bộ những cái app bắt buộc để mà một cái thiết bị nó phải sống, đã đo hết những thứ đó rồi mà nó vẫn còn không lên, không có nét nữa, nắm đầu nó mà thay thôi nha các bạn. Còn Sang là thực hiện là Sang lì á, bảo như vậy cho dù có mấy cái máy test na test MC đi chăng nữa ít khi nào mà sử dụng á, chỉ sử dụng chính xác của nó là để nạp phần mềm và đọc phần mềm ra thôi, chứ không có dùng để mà test cho coi là con đó nó còn sống, nó đã chết rồi. Chính vì làm biến như vậy mà đôi khi tốn công rồi đó. Cái kéo đây coi, anh cần một cái kéo đâu à, thấy rồi. Nhớ là phải vệ sinh cho nó thật sạch nha các bạn nha. Sau mấy cái bước này sẽ làm kỹ ghê luôn. Tới cái bước mà thực hiện test đơn giản thôi, thì có thể chắc quen cái kiểu là thay nan đóng nan vô xong làm tầm khoảng chừng 1 phút 2 phút rồi. Cho nên sẽ sợ và tiết kiệm thời gian.
Là con này á, mỗi lần đóng vô lâu mà mới á, loại xi không đúng như cái hay là bắt mặt không đúng như cái phải hả, tốn thời gian làm chân lại con chip của mình chứ đâu phải chip mới hoài được, cho nên cần phải làm kỹ lắm. Như con này tình trạng này các bạn nói rồi, Sang có nói với các bạn rồi đó, là nó bị treo logo mà cập nhật thử lại rồi nó không được, rồi làm hết tất cả mọi cách rồi, và bây giờ là sẽ sử dụng cái cách đó. Bây giờ là sẽ sử dụng cái cách là sẽ thay con chip khác. Trường hợp lỗi của nó sẽ giống y chang là của con rút chip lần trước mà có một video mình đã làm, đó là con 3108. Nếu mà tối ngày cứ quay mấy cái video một dạng cứ thay lát rồi thay flash rồi nó không thay MC không, chắc chắn sẽ quỳ khiến ra nhà ché. Nhưng mà đúng thiệt, như các bạn thấy đi, trên thị trường nó thiên biến nhãn hóa tùm lum thiết bị, nó tùm lum thì nó tùm lum, nhưng cái cơ chế nó cũng có như vậy thôi. Cho nên giờ nó kêu qua Sang rồi. Quay một cái khác thì cũng không biết mình sẽ quay như cái thế nào nữa nha các bạn. Kiểm tra kỹ lần thứ xíu, mới nãy con kia đóng dần nó chưa xuống dính tới dưới, bây con này phải kỹ kỹ một cái bị rồi. Vô đô vừa rồi về để sửa cho mấy con X8H với X8H Plus rồi nọ. Đây sẽ đóng nhiều đóng luôn nè, như các bạn thấy nè. Bây giờ một buổi tối mà thuộc dạng làm nhiều việc á, làm cái đỉnh vãng đây, ghi mấy cái lỗi 3% 4% như thế này nè các bạn, là toàn bộ là do đóng mà đóng mình đã thay đồ mới vô rồi thì chắc chắn, mà trong khi đồ mới một con sống thì nguyên lô đó, trong con xe nhập về chắc chắn nó sống, cuối cùng đâu cũng chính mình hại mình. Cái này mình kiểm tra lại cái lần nữa đấy. Tí xíu cái thùng que cái thử xem. Thấy chưa? Con này chắc hấp một lần nữa rồi. Kiếm đích thị ra một cái con còn sống như vậy sẽ chắc ăn hơn. Mình đích thị có một cái con sống xong đi rồi mình đóng vào vậy là sẽ rành thôi. Rung quá.
con R, con này là con RT809, đa số mấy bạn sở TV á rất là thích mua mấy con này. Đợt nào cũng sang mua ngay cái dịp mà thực trạng nó sốt giá lên. Con này tầm mua chắc nó phải 5 triệu mấy gì đó. Cái chừng này tầm 7 hay 9 30, chật là dứa. Sửa xong rồi cất đi đây. Con này như là đang chết, đóng một cái con đang sống vào. Trên đó báo 7 hay 9 30. Đúng rồi. Hai bên luôn. Một. Còn chính 30 41, lệch quá gì. Đầu tiên cặp cái máy này này kìa. Mình test thử con khác các bạn nè. Giờ cái con kia thì đã xong rồi đó, đóng chip luôn nó xong rồi đó. Các bạn có đang nhớ là cái con đó là cái con mà tụi mình là treo logo nha. Dòng của nó là 0.32. Trước đó là mình đã có cập nhật cái quay cho nó rồi, nhưng mà cũng vẫn còn treo. Các bạn có mường tượng ra được rằng là cái độ thuộc dạng rằng là khó khăn cục cửa nãy giờ để mà gắn vô được nó để mà test chưa các bạn ha. Bởi vậy Sang ít khi nào Sang dùng cái này để mà test lắm. Thường thường gắm vô thiết bị nó nhanh hơn, nạp được là mày sống. Nhưng mà đó là đối với những cái con mà rẻ tiền cơ. Còn đối với những con này thì thực sự hồi xưa khách hàng ai mua để cũng toàn là tầm 2 triệu hơn thôi. Và cái chân thì tiền quá ta. Chân này nó chân đóng vào thiết bị rồi thì thật sự mình nhìn thấy nó mắt thường mình thôi, mình nhìn nó đây nó xéo rồi đó. Cứ để đó đi, để anh test coi coi khi nào mà ok đi. Ok hình như chặt à hả gì mà rồi ức chế quá. Một con ra trò nào. Con ra trò đây trong vậy.
Đây là dòng UB. UB này thì đa số là dành cho cái dòng HD ngày trước không ta? Ra đây coi coi. Đây là con mà tụi giờ nó chưa làm gì hết. Hôm nay giờ cái máy này nó cũng muốn đi rồi. Cứ xài chưa được nhiều hết mà. Ok. Em để yên ở trên TV đi. Đừng có đi lên đi xuống. Mỏi mắt quá. Chín mười sáu bốn bốn. Khoan, 9 16 29 đi. 9 16 29 bên đây. Từ từ. Để coi cách chân cho. Bỏ cuộc quá. Thôi, muốn bỏ cuộc. Bỏ cuộc với con này. Test nó mệt quá. Test con này xuống hơn. Đây, nghi ngờ con này đi. Nghi ngờ đóng lại lần nữa luôn. Cứ coi con đó đi, để cho mọi người coi con đó. Anh đóng là thêm một ngày lần nữa. Để 4% như thế này hơi bị ít à. Lần thứ 2. Rồi, đúng tình trạng đó với con này nha các bạn nha. Mới đại lên. Nó vẫn còn hiện chữ gục gò. Thì mình chỉ thay nó từ con X802 thì mình thay xe con X812 thôi. Đáng lý ra bây giờ bật nó phải lên nè. Vượt qua cái số đó cái coi. Hai chiếc mà phải chạy là phần mềm luôn, ghê thiệt. Đây là lần đầu tiên mà sang thấy luôn. Cái này thì cũng chưa thử ra. Thử phải để chạy lại bản đúng mà của nó một cái là con 802 trước. Nhưng mà ghê. Con này chip đóng vào có vấn đề các bạn nha. 2% là lỗi của chip có vấn đề nha. Rồi các bạn nghe là cái video này sẽ phải đóng thành 2 phần rồi.
các thành phần đã đủ. Còn cái men nào màu xanh không ta? Không rất linh kiện. 2% đó là lỗi của đa số về chip nha các bạn. Một là chip, rồi RAM. Đó là những trường hợp mà nó sẽ phải có dính. Nhưng mà từ một cái con mình đang để cho nó bị treo logo. Và bây giờ tình trạng của nó là chỉ hơn 2%. Thật sự ra nếu như mà đã không kết nối, khi nào mà không kết nối thì kìa. Coi chừng phù men nha các bạn. Ừ, ba nghe rồi, ba nghe rồi. Con đợi ba tí xíu mình ạ. Anh bạn nói là khi ba đi xuống cho con đi chơi với ba đó. Ừ. Con đợi ba tí xíu mình. Con đứng ở trong phòng đợi ba tí xíu đi. Câu này thì vẫn là một cái mà Sang suy nghĩ, đó là chưa xuống hết bản thân mấy con chip này. Sang đã từng đóng vô vài con rồi. Ba ba mẹ nghe con nói mẹ chạy lên cực mình đó luôn rồi. Rồi con đợi ba tí xíu đây, các bạn thấy không, Sang đang dây chừng để kiểm tra chắc ăn nhất để cho con chip. Đây. Các bạn mà gì mà nhạnh mạnh quá. Như đây nè. Nhìn kỹ nè camera. Thấy chưa? Chiếc có động đậy rồi đó. Ba cho con vào vòng. Ba cho con. Ok. Phòng ba phim nè. Rồi ok. Con nghỉ nha ba. Đúng rồi. Con vô động, con đợi ba tí xíu nha. Ba làm việc với chú này xong cái ba vô với mình. Đây. Thứ nhất là các bạn thấy nó ở trên đây sẽ thấy, phải thấy nó có phòng men đây. Nhưng mà không sao, lát hồi nó nguội thì nó sẽ xẹp xuống lại thôi. Còn cái ở đây mình sẽ nói rằng là mới nãy có thể là nó sẽ không bám hết chân rồi này nọ vân vân, thì mới hơ lại cái cho lớp mặt chì ở phía dưới nó sẽ phải nóng để mà có thể bám lại các chân đều hơn. Rồi mình sơ dịch nó thôi. Mới nãy là mình sơ dịch đó, rồi mình đè ở trên đây nè, đè xuống nhẹ thôi nha các bạn. Bây giờ các bạn đè mạnh thì mấy cái bi ở phía dưới đây nè, nó sẽ lấn xuống một cái, nó bị bể ra, nó chạm vào tất cả các chân chì nha các bạn. Thật sự đôi khi mà làm cái trường hợp hy hữu, nhưng mà hy hữu thì chắc chắn là phải có rồi nha. Ok, 2%. Nếu mà đúng của nó bây giờ cứ cầm nó coi.
để xem coi coi dòng nó lên khoảng chừng bao nhiêu. 25 25 này là còn lên vậy, chưa chuyển sang xanh. Đây cha, đây cái video này ta để ra làm ngay thật rồi. Hai phần trăm Minh ơi, con đừng đụng nó con, cái đó ở chỗ đó nóng Minh à. Đây cứ giữ ở đây, để xem lại xem coi. Em cho ba một phút thôi nha Minh, Minh để ba một phút thôi. Và con này ở đây bị gì vậy camera? Ba ba, ba ba bao nhiêu? Ba đi có cái đèn nhỏ không? Con đợi ba một tí xíu đi rồi ba nói chuyện với Minh nha. Ba làm xong cái chuyện này cái Minh à. Con này mới lại 4% được rồi. Sao? Ba ơi ba, ở đây có cái đèn nhỏ không ba? Có. Có Minh à. Tại sao con kêu ngoài không thấy vậy? 4% đưa lên thắp thử coi coi, còn lại 2% không? Bây giờ cái video này Sơn sẽ quay ở một lần hai. Còn bây giờ duy nhất cái video này có thể cái này là 2%. Mình sẽ ghi lại đi. 2% sau khi thay chip. Còn bên đây là 4%. Chưa chuyển ra nè. Rồi nhớ hay rõ hai bệnh này các bạn nha. Cứ dựa theo phần mềm thôi này thôi mà mình sẽ có thể xác định được 2% có thể là từ đâu. Như con này 2% sau khi thay chip. Mặc định bên này của nó là sử dụng con Amlogic S8020. Và như lúc nãy mình quay đằng lên nó vẫn còn hiện chữ Google. Thì thay vào mặc định. Và ngay cả con bên này khi mà đầu video á, sẽ có cầm con Tron Smart gì đó. Thì con đó, nó lại giống y chang như con này đây. Là vẫn bị treo ở đó. Thì chính vì vậy mà Sang quay thêm một cái video là làm về cái loại treo logo. Ngoại trừ bỏ ra những thành tố là không có nguồn cấp cho đến Nam, hoặc là Nam bị bét rồi này nọ. Sẽ còn một thành tố nữa khiến cho nó bị lỗi, đó là từ chip. Nhưng mà bây giờ thay chip vào, cái đây bị dính 2% nha các bạn nhé. 2%, đó là lỗi của chip, của RAM. Vâng, vâng. Ba ba không có ba lấy tập nạn phút cho con nằm ôm với ba. Rồi đúng rồi. Con cho ba một phút ba vô liền nha Minh nha. Còn kế tiếp nữa là con này. Sang cũng thay chip ở 812. Như các bạn thấy Sang nói là cái con tròn mát đó thì khi đã thay vào rồi. Và một thêm một cái thói quen đây thì thực sự là trong lô chip mà 100 con á thì nếu mà một con lên rồi thì nguyên một đống kia nó phải lên. Thì bây giờ đây là cái cơ số mà thuộc dạng là mình phải kiểm tra lại vì sao con này 4% nhưng mà Sang rất là nghi ngờ luôn là ở những cái con nan này, bởi vì nan mới hiện tại Sang đã hết rồi mà chỉ còn có những con mà thuộc dạng đóng vào thao ra để mà kiểm tra thôi. Bởi vì thì trong video thứ hai, phần thứ hai của cái việc mà sửa lỗi 2% và 4% trên con trên trong mát này 4K rồi Messi này, Sang sẽ báo coi coi là đó là từ nguyên nhân nào các bạn nhé. Rồi thì mời các bạn thông cảm xem tiếp video sửa con Messi tròn rồi mấy con 4K này phần 2 thì các bạn nhé. Chào các bạn.